Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ quay lại cái video này để chia sẻ tới quý vị và các bạn hai cách ngâm rượu táo mèo thơm ngon. Thì trước hết là chúng ta sẽ chọn táo. Quý vị chọn những quả táo mà nó già, màu vàng trong trong như này và có điểm phớt phớt hồng thì là gọi là táo ngon. Thường nó ở giữa vụ đến cuối vụ. Thế sau khi chọn xong thì quý vị rửa sạch đi khoảng 3 lần nước nhé. Thế sau đây sẽ tiến hành làm cách thứ nhất. Cách này là cách ngâm siro, sau đó chúng ta sẽ ngâm rượu. Thì sau khi rửa sạch xong thì quý vị và các bạn cắt cái phần núm và phần cuống của quả táo đi. Sau đó quý vị bổ làm đôi ra. Sau khi bổ đôi miếng táo thì ta sẽ ngâm vào nước mà chúng ta pha một chút muối khoảng 30 phút để cho nó hết cái nhựa. Tránh là nếu không ngâm thì nó sẽ bị oxy hóa và miếng táo nó sẽ thâm và rất xấu. Đấy, sau 30 phút thì quý vị và bạn vớt ra và để nó khô đi, khô nước nhé. Đây là cái này là lưu ý là nếu mà quý vị và bạn mà vẫn còn để cái nước thì nó sẽ đóng vàng. Đó, cho nên chúng ta phải để khô. Đây, sau khi để khô thì cái miếng táo nó sẽ như thế này. Thì cách này ta sẽ sử dụng một cái bình cũng phải khô nước, khô ráo và dùng đường đỏ, đường vàng để ta tiến hành ngâm siro. Quý vị cứ rải một lớp táo, sau đó rải một lớp đường này. Thì thông thường là cứ một cân táo sử dụng khoảng một cân đường. Thì quý vị cứ rải đều để làm sao đường và táo lẫn vào nhau. Với cách làm này thì chúng ta vừa có siro để uống nước giải khát và đồng thời chúng ta lại ngâm cả rượu để uống rượu táo mèo. Thì quý vị lưu ý là những cái hột táo mèo quý vị cũng phải cho vào để ngâm nhé. Chính cái hột nó là một cái vị thuốc đấy, đừng có vứt đi. Đây, sau khi ngâm 1 tháng thì quý vị và các bạn sẽ có cái lượng nước như thế này và cái miếng táo mèo nó cũng quắt lại. Thì quý vị bây giờ sau 1 tháng thì quý vị hãy đổ cái nước siro ra để dùng để uống nước giải khát, sau đó ta đổ rượu vào thì là xong. Cách thứ hai để ngâm rượu táo mèo thì nó khác. Cách thứ nhất là cái miếng táo chúng ta sẽ thái nhỏ hơn, nó mỏng hơn. Miếng táo này nó mỏng bằng một nửa cái miếng táo mà chúng ta ngâm siro vừa rồi. Quý vị theo dõi. Thế còn cũng chúng ta cũng ngâm nước muối cũng để khô như thế này. Đấy, chú ý là nước muối pha loãng này nhé, quý vị nhé. Đấy, tôi đã để nó khô ráo như này rồi. Sau đó thì tôi sẽ tiến hành phơi.
phơi khoảng 2 đến 3 nắng thì nó sẽ quắt lại. Đây, quý vị xem, sau khi phơi nó vàng như thế này rồi đây. Nó quắt lại. Thế khi được phơi xong như thế này thì quý vị và các bạn sẽ tiến hành sao nó lên. Đấy, lưu ý là cái hạt thì quý vị cho riêng ra nhé. Ta sao cái phần miếng này trước và cho hạt vào sau, bởi vì nếu mà sao cùng thì cái hạt nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ bị cháy. Bạn nhỏ lửa và sao đều lên cho nó vàng. Bao giờ cái miếng táo mèo nó vàng, nó quắt đi là được. Để quý vị đảo đều nha, chú ý không nó lại cháy. Sau khi sao xong thì chúng ta cho vào bình để ngâm thôi. Lúc này thì đơn giản rồi. Nhưng mà riêng cách thứ hai thì quý vị mà làm đúng như thế này thì chắc chắn là quý vị ngửi cái mùi rượu sau khi ngâm nó sẽ rất là thơm. Đặc biệt là thơm hơn hẳn so với cách ngâm kia. Cách ngâm siro thì chúng ta có siro để uống và có rượu. Cách ngâm này thì chúng ta không có siro nhưng mà cái rượu của táo mèo nó lại thơm ngon. Thế như vậy là video đến đây cũng kết thúc rồi. Tôi đã giới thiệu xong hai cái cách ngâm táo mèo. Tất nhiên là việc cho rượu vào nó đơn giản rồi, quý vị làm thôi. Video của tôi đến đây là kết thúc rồi. Nếu quý vị thấy video hữu ích thì mong quý vị hãy đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ miễn phí. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.